ví dụ nhất đó là người nghe nghe bài và được hoàn thành một cái xem đi tiêu thụ có cái gì đó trong người dân có tôi cũng được đi tìm kiếm công ty nữa thì có thể nói là chỉ đi ý nghĩa nhất trong đời chỉ đi mà được các bé các trẻ có thể nói là sự gắn kết với anh chị em một cách tuy là khó khăn về thiết lý nhưng mà việc đã khắc phục được với đó là cái tình cảm giữa các chị em cha con nhau để tạo thành một chuyến đi thành công và ý nghĩa. Có lẽ tiếp đó thì việc trước cái hôm nay thì hiện tại đó thì nhận được thông tin thật sự đó là nhưng mà tự nguyên thế là rất cái gì thế là không hiểu sao lúc đó mình là rất tốt giáo dục tại sao mà không có thể đi tìm người tiên thế là không biết là cùng anh chị em là đấu tâm khi là chúng tôi dân và có thể có kê và ăn cũng như ngon các thí sinh công an thì anh chị cũng ăn hết bên cạnh tuy nói nhất với Thank you.
Thank you.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ người tín hữu Côrintô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mọi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận. Mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến với anh em luôn mãi. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là lời của Thầy, nhưng là của đấng, nhưng là của Chúa Cha, đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Tối kia, tối khuya hôm kia, tôi có nhận một cái tin nhắn trên Facebook của một người trong nhóm sinh viên này mà tôi chưa thấy mặt, nhưng là rất quen. Hỏi cha là cha cho con không biết sự khác nhau giữa Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần. Con sửa soạn đi, là hỏi cái gì đấy, như là hội thảo cái gì đấy, không biết Chúa Thánh Thần là ai. Hỏi tôi thấy tôi chết vào hồi sinh viên công giáo, thấy tôi chết. Rõ ràng chúng ta đang để Chúa Thánh Thần như là một Thiên Chúa bị lãng quên. Nhưng khi nhắc đến Ngài, trong khi đó chị em biết, các bạn biết là chúng ta đọc Kinh Tin Kính hàng ngày. Tôi tin Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đấng ban sự sống. Ban sự sống. Có một học trò đi để tìm Thầy học đạo, học về Thiên Chúa, biết Thiên Chúa. Anh ta đi mà ta thiếu được một vị Thầy. Xin Thầy dạy con biết về Thiên Chúa. Ông Thầy này bảo được, muốn biết Thiên Chúa thì cứ vào đây quét nhà, xách nước, dọn cơm, cho lợn ăn vâng. Thì mới vào cho con em làm thế thôi, hàng ngày cũng làm. Làm một tuần thì thấy cơm với Thầy của Thầy, xin Thầy cho con học về Thiên Chúa. Thầy bắt con làm những chuyện vặt vặt trong nhà cái này. Thế bảo là sẽ cứ làm tiếp đi, từ từ với Thiên Chúa. Anh này nghĩ rằng chắc có lẽ ông Thầy này ông thử mình, thôi cố gắng làm thêm tuần nữa. Một tuần trôi qua, ông không dẫn cái gì cả. Tôi nói nào cũng không có. Để chúng ta, chúng ta vẫn giúp chúng ta nối dài câu hỏi cứu độ với Thiên Chúa. Thế nó nói là các anh hùng tự đại của nhà. Đối diện với đồng
hơi nói đối diện kiên chết, đối diện nguyên bình. Chẳng ai mà xin tích cả, ai cũng sợ, cha cũng sợ. Nhưng bởi tâm các ngã để chiến thắng của thuyền như vậy, để đối thoại các cổ của cổ khi có trên đổi công tố ai như vậy, sức mạnh của thánh thần. Thánh thần sức mạnh. Và một lần nữa hỏi tất cả các bạn trẻ, hỏi các bạn sinh viên, các bạn sắp ra trường, nếu chúng ta phải đối diện của biến cố, cần một sức mạnh để mà nhức đầu, không bao giờ chúng ta ngồi xuống để cầu nguyện xin phép, hay chúng ta đưa những thân yêu đến miền Nam để đưa đầu này chân gì, trong đó chuyên phẩm của sức mạnh. Chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quý thuộc chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an. Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi, đang hy vọng vào đường từ bi hải hàng của Chúa được thông phận với cộng đoàn các thánh tôn đồ và các thánh tử đạo. Xin Chúa đừng xét theo công việc chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phần với các ngài nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, nhờ người Chúa hằng sáng tạo, thánh hóa, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này. Chính nhờ người có người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha của trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Hòa trên muôn đời.
trên đường cho sự bình an và Chúa của sự phát triển của Chúa. Chắc là cái mặt Chúa cuối ngày có căn quan của cả dàn thần sâu hai. Chúa ở cùng ngay chỉ nghe và ở cùng cha. Hãy chúc cùng danh Chúa từ bây giờ và cho đến mọi người. Ơn của trời chúng ta ở nơi nhân Chúa và ơn cha ngài trời đất. Chúng ta dâng lời cầu nguyện để Chúa chúng con trên các biển tạc bé từ ngàn các anh của Chúa, để chúng con cùng con mắt ký ức để suy nghĩ về hành vi và sự thánh hiền của các đấng của Chúa. Con lại xin Chúa làm phép và thành hóa các trận Chúa thân cô này và các thành để chúng con quy phục cung kính công vụ Chúa trên đường Ba Thi An. Xin Chúa và chúng con quy phục cung kính công vụ Chúa trên đường Ba Thi An của trận Chúa thân cô và các thành này. Thank you.